Xin chào các bạn, hôm nay Tiên Dục sẽ gửi đến cho các bạn một thông tin khá là hữu ích về Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đổi tên thành Trường Đại học UHS. Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trường đại học đa ngành. Trường có thể đổi tên thành Trường Đại học UHS cũng như sẽ có 5 trường thành viên. Trong đề án tái cấu trúc nâng cấp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực vừa được diễn ra vào cuối tháng 9. Trong các nội dung cụ thể về đề án tái cấu trúc trường, hội nghị lấy ý kiến toàn trường về tên gọi Đại học UHS của trường đại học này trong tương lai. Tên gọi UHS xuất phát từ tên tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là University of Economy Ho Chi Minh City, cũng như tên gọi UHS là tên viết tắt của trường đã được sử dụng từ 45 năm hình thành và phát triển của nhà trường. Hiện đề án tái cấu trúc của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học UHS đã được chuẩn bị xong. Dự kiến trong khoảng tháng 10, trường sẽ công bố việc thành lập 3 trường thành viên cũng như lộ trình phát triển của Đại học UHS từ nay đến năm 2030 có 2 giai đoạn tái cấu trúc. Giai đoạn 1, 2021-2025 hình thành Đại học UHS đa ngành đa lĩnh vực về kinh tế, kinh doanh, quản lý, khoa học xã hội và công nghệ. Trên cơ sở tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đại học này sẽ hình thành 3 trường thành viên gồm Trường Đại học Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Công nghệ và Thiết kế. Ở giai đoạn 2, năm 2026 đến năm 2030, Đại học UHS hình thành thêm trường quốc tế và nâng cấp phân hiệu Quỳnh Long thành trường đại học ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ở giai đoạn này, trường sẽ đẩy mạnh đào tạo quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương, hướng tới công nhận trong khu vực châu Á với xếp hạng trong 500 trường đại học tốt nhất châu Á. Với sự thay đổi lớn này của nhà trường sẽ tác động đến người học và sẽ tạo ra cơ hội cho người học được học tập theo xu hướng liên xuyên ngành thay vì chỉ đơn ngành chuyên sâu như hiện nay. Xu hướng phát triển này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời đại mới dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vừa rồi là thông tin của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.